Ok, hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với channel của mình và mình là online. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tôi nhanh tôi chậm video bằng kênh tay xe. Thì đầu tiên thì chúng ta như thường lệ bằng mở kênh tay xe lên thôi. Đây là cửa sổ quay màn hình nè, chúng ta không sử dụng, chúng ta không tắt đi. Thì đầu tiên thì chúng ta phải mở một cái video lên, video mà chúng ta muốn tôi nhanh tôi chậm lên. Đây, bây giờ video đây đó, tốc độ nó chạy nè. Nó chậm quá, giờ các bạn muốn tôi nhanh, tôi nhanh hoặc là tôi chậm nó đi thì tùy cái ý các bạn. Rất là đơn giản, bây giờ như mình muốn tôi nhanh nó đi ha. Vào cái lời chuột phải nè, kích vào nó nè, chọn clip pin nè. Bây giờ đang chạy nè, bạn muốn tua nó chậm hơn các bạn bấm 60 đi. Đó là cái tốc độ nó sẽ chạy rất là chậm nha các bạn. Bấm ok. Giờ mình mở lại nè, mở lại nè, chạy rất là chậm luôn. Thì muốn tua nhanh thì sao? Tua nhanh rất đơn giản thôi, click vào nó, chọn click pin. Cái này nó 60% nè, nó mặc định là 100% thì mình chỉnh dưới 100% là nó chạm lại, nhưng mà chỉnh trên 100% thì nó nhanh hơn. Bây giờ mình chỉnh cái số đây 200% đi thì nó chạy nhanh, chạy cực kỳ nhanh luôn, nó nhanh gấp đôi cái video mà mặc định của chúng ta là 100% nha. Đã, các bạn thấy không? Đó, đây, bây giờ mình chỉnh 500% đi. Các bạn thấy nó không có cho cái ok đúng không? Các bạn biết vì sao không? Tại vì trong cái kênh tay xe 8.6 đây á, nó định á là nó chỉ cho trong giới hạn cỡ tầm 400 thôi. Các bạn coi nè, 400 là nó có chữ ok hiện lên nè. Vì mình muốn tua nhanh hơn nữa thì sao? Rất đơn giản, các bạn cứ xúc 400 ra, xúc, mình bày cho các bạn xúc 400 ra, xong chúng ta lúc đó là một video nó hoàn chỉnh rồi nha. Video này nó sẽ mặc định 400, nhưng khi các bạn mở kênh tay xe lên làm một lần nữa, các bạn nhập cái video này vào một lần nữa là lúc đó là cái video mà chúng ta xuất 400 này á, nó ra bạn nhập vô một lần nữa là nó mặc định là 100%. Tuy tốc độ cực kỳ nhanh nhưng nó sẽ mặc định 100% là chúng ta chỉ clip pin ra một lần nữa là cực kỳ nhanh. Cái đó là cái mẹo nha mình chỉ á. Còn bây giờ là chúng ta cũng không cần cái video này nhanh hơn chi hết á. Đây mình cho 200% là được rồi, mình ok rồi đó. Mở nè, à, cỡ này thấy được rồi. Trừ trường hợp mình chỉ bày cái trường hợp kia là trường hợp các bạn muốn nó cực kỳ nhanh, mà trong khi kênh TCA đây á, nó chỉ quy định trong vòng ở tầm 400 trở lại thôi, thì mình xuất nó ra, xong mình mở kênh TCA lên, nhập lại một lần nữa, xong clip pin nó lại một lần nữa, này nó sẽ cực kỳ nhanh thôi. Cái đó là mình nói là mình không có dùng mà Sony Vegas hay là bằng phần mềm Premiere á, những phần mềm đó thì khỏi nói rồi. Dùng kênh xe đây, dùng độc quyền kênh xe đây thôi. Đó là mình sử dụng, đó là một mình kênh xe đây mình vẫn tua cực nhanh được, chứ không phải là phải dùng tới phần mà Sony Vegas nha, mình không nói tới chuyện đó nha. Các bạn chỉ có giờ mình nói trên máy tính này chỉ có một kênh xe thôi, mình vẫn có thể tua cực kỳ nhanh được. Các bạn hiểu ý mình nói không? Không cần mà sự can thiệp của phần mềm khác. Đó, như việc mình đang nói cái vấn đề đó là muốn tua cực kỳ nhanh. Còn đây mình tua cực kỳ nhanh thì thôi, tới cỡ tầm 200% thôi, cho lên tầm 400% thôi, chứ nó không thinh lên được nữa, nó mặc định trong kênh xe nó vậy rồi. Muốn gì mình xuất ra, nhập lại lần nữa, rồi mình clip pin đó. Đó, mình nói cho những bạn nào mà chuyên sâu hơn á. Đó, giờ clip mình xong rồi, mình nói nãy gì dài dòng phải không? Nói gì cho nhìn lên những bạn chuyên sâu hay. Đó, giờ xong không? Mình giờ xuất ra hết, bình thường, xuất ra. Xuất ra cũng như mọi khi thôi, đó. Nó 120 mét. Xe đi ha, pin đi. Đó, thì các bạn clip mình tới đây cũng kết thúc rồi. Đó, thì giờ mình xuất ra rồi mở file lên thôi cho các bạn coi thôi, cũng như những clip khác. Thì nếu các bạn thấy hay á, nhớ like và share nha các bạn. Hãy like và share nha. Và đừng quên đăng ký nha, subscribe á, đăng ký nhấn nút bên dưới để ủng hộ kênh mình nha, để mình có động lực ra những video mới nhất. Ok, xin chào các bạn, bye bye.